Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, sau loạt thông tin liên quan đến Lê Thanh Huyền Trân, cô gái sống ở Tịnh Thất Bồng Lai từng giành ngôi Á quân The Voice Kids 2014, nói dối về thân phận, cuộc sống của mình nơi Tịnh Thất. Mới đây, một thông tin khác liên quan tới Tịnh Thất Bồng Lai tiếp tục gây xôn xao dư luận. Đó là việc lộ diện thêm một người con gái ruột của thầy ông nội Lê Tùng Vân có dính líu tới vụ loạn luân ở địa điểm giả danh tôn giáo này. Mời quý vị cùng theo dõi vụ việc chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 4 năm 2024, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, để điều tra làm rõ hành vi loạn luân. Trước đó, qua nguồn tin tố giác dấu hiệu tội phạm loạn luân xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai ở huyện Đức Hòa, Công an đã vào cuộc điều tra. Công an tỉnh Long An đã có chứng cứ cáo buộc ông Lê Tùng Vân quan hệ loạn luân với con ruột ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh của ba người phụ nữ. Theo đó, ba đương sự có liên quan đến vụ án trên bao gồm Lê Thanh Huyền Trang 31 tuổi, Lê Thanh Kỳ Duyên 31 tuổi, cùng từng ở các nơi như ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và Vòng Kim Xuân 29 tuổi, từng ở ấp 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Căn cứ vào điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin, tài liệu từ năm 2006 đến nay. Ba đương sự trên có khám chữa bệnh hoặc có khám thai, sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hay không? Hiện tại, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận công văn yêu cầu hỗ trợ từ Công an tỉnh Long An. Sở Y tế đang đề nghị thủ trưởng các bệnh viện cả ngoài công lập, trung tâm y tế và phòng y tế các quận, huyện, thành phố Thủ Đức rà soát thông tin liên quan đến vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai. Trước đó, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên 31 tuổi để phục vụ công tác điều tra. Theo quyết định này, Kỳ Duyên được xác định là con của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân 67 tuổi. Ngoài Lê Thanh Kỳ Duyên, một trong ba phụ nữ mà cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về khám chữa bệnh cũng liên quan đến vụ án loạn luân là Lê Thanh Huyền Trang. Theo kết quả giám định ADN của ông Lê Tùng Vân và 26 người khác cùng sống tại Tịnh Thất Bồng Lai đã khẳng định ông Lê Tùng Vân loạn luân với con của mình là Lê Thanh Kỳ Duyên và đã có con trong số những người được lấy mẫu giám định. Người này đã rời khỏi Tịnh Thất Bồng Lai sau khi ông Lê Tùng Vân bị khởi tố về hành vi loạn luân. Ngoài ra, kết quả giám định này cũng xác định Lê Thanh Huyền Trang là con của ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc. Tuy nhiên, trong lý lịch tư pháp tự khai, Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang đều chỉ khai mẹ ruột và không xác định được người cha. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai khoảng 3 năm sau khi khởi tố vụ án, đến nay, cơ quan chức năng của tỉnh Long An đã truy tìm 8 người để phục vụ công tác điều tra. Cụ thể, trong một diễn biến mới nhất liên quan tới vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Công an tỉnh Long An đã yêu cầu ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh ra soát lịch sử khám chữa bệnh của 3 người liên quan tới vụ án. Đó là LTHT và LTKD, cùng 31 tuổi, đã sinh sống ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, và ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và VKX, 29 tuổi, từng sinh sống ở ấp 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, và ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo cơ quan công an, căn cứ Điều 88 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin, tài liệu từ năm 2006 đến nay về việc ba đương sự nêu trên có khám chữa bệnh hoặc có khám thai, sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hay không. Trước đó, hồi đầu tháng 5 năm 2024 vừa qua, cũng liên quan tới vụ án loạn luân tại Tịnh Thất Bồng Lai, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, người được công an xác định là con của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân. Trước đó ít ngày, giữa tháng 4 năm 2024,
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội loạn luân. Như vậy, liên quan tới vụ án loạn luân này, cơ quan công an hiện đang truy tìm 4 người. Liên quan tới ông Lê Tùng Vân, cơ quan công an đã khởi tố 2 vụ án là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù đã tuyên án một số bị cáo từ cuối năm 2022, nhưng tới nay, công an tỉnh Long An vẫn truy tìm 4 người liên quan cùng với Lê Thanh Kỳ Duyên ở vụ án loạn luân. Trong đó, công an tiếp tục truy tìm người tên Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Diễm My bị công an tỉnh Long An truy tìm hồi tháng 4 năm 2022 để điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cùng trong vụ án này, công an sau đó tiếp tục truy tìm 3 luật sư bào chữa cho ông Lê Tùng Vân và các bị cáo khác hồi tháng 6 năm 2023 vừa qua. Các luật sư này gồm Nguyễn Văn Miếng, 57 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; Đào Kim Lân, 56 tuổi, ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh; Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, liên quan tới các vụ án xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai, cơ quan công an tỉnh Long An hiện đang truy tìm 8 người. Công an đề nghị ai biết thông tin về những người trên thì báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An ở địa chỉ 76 Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, hoặc liên hệ qua số điện thoại 069 360 9113, 084 272 8599 gặp điều tra viên. Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên. Liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai, nay đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Ngày 5 tháng 5, Công an tỉnh Long An thông tin, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi. Theo quyết định này, Duyên là con của ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi và bà Lê Thu Vân, 67 tuổi, cùng ngụ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Lê Thanh Kỳ Duyên là người liên quan trong vụ án loạn luân với ông Lê Tùng Vân mà công an đã khởi tố vào ngày 17 tháng 4 năm 2024. Hiện Duyên chưa rõ ở đâu nên công an cần tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra. Trước đó, ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân đều bị khởi tố liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân diễn ra vào giữa năm 2022. Ông Lê Tùng Vân đã bị tòa tuyên án 5 năm tù trong vụ án này, tuy nhiên đã được cho tại ngoại vì tuổi cao, sức yếu. Riêng bà Lê Thu Vân do thời điểm truy tố đã lẩn trốn nên cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự riêng. Sau phiên tòa, bà Vân đã ra trình diện và được cho tại ngoại vì sức khỏe yếu. Đến nay vẫn chưa bị xét xử. Bà Lê Thu Vân trở về sống cùng ông Lê Tùng Vân tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, nơi họ từng tự gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, nay đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ, và phải chịu biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú. Thưa quý vị, kết quả giám định ADN cho thấy các cá nhân sinh sống ở Tịnh Thất Bồng Lai đều có quan hệ huyết thống với nhau và đều là con cháu của bị cáo Lê Tùng Vân. Từ đó, cơ quan điều tra nhận thấy dấu hiệu phạm tội loạn luân, có căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can có hành vi loạn luân. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An để điều tra làm rõ hành vi loạn luân. Sau khi bị khởi tố, ông Lê Tùng Vân tiếp tục được cho tại ngoại vì lý do sức khỏe. Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của đối tượng Lê Tùng Vân, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành thụ lý, điều tra và có đầy đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ của bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Hiện ông Lê Tùng Vân đang mang bản án 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân từ năm 2022. Theo cơ quan công an tỉnh Long An, kết quả giám định ADN có liên quan đến quyền con người, quyền nhân thân của những cá nhân bị trưng cầu giám định, nên kết quả này đã không được công bố công khai mà tổ chức công bố đối với ông Lê Tùng Vân
và những người có liên quan sinh sống tại địa chỉ số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bước đầu xác định kết quả giám định ADN của ông Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số trẻ được nuôi dưỡng trong tỉnh thất Bồng Lai, nơi có mẹ của các bé ở cùng. Đây là chứng cứ về hành vi loạn luân. Quá trình công bố kết luận giám định ADN tại tỉnh thất này, những người sinh sống tại đây có thái độ không hợp tác. Nhưng sau khi điều tra, cơ quan điều tra đã có đầy đủ chứng cứ để khởi tố hành vi loạn luân đối với ông Lê Tùng Vân. Trước đó vào đầu năm 2022, sau khi cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc, một số thông tin sai lệch về việc những người nơi đây bị tố về tội loạn luân đã lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh nhiều trẻ em sinh sống tại đây bị cộng đồng mạng chia sẻ, thậm chí còn có cả một hình ảnh sơ đồ gia phả giả mạo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền riêng tư của con người, vi phạm luật trẻ em. Cục Trẻ Em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lúc bấy giờ đã đề nghị mọi người dừng ngay việc chia sẻ các thông tin liên quan đến trẻ em để bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Cơ quan an ninh điều tra đã thông báo kết quả giám định ADN này đến những người liên quan. Tuy nhiên, vì để đảm bảo tôn trọng quyền con người và liên quan đến cuộc sống của nhiều trẻ em, thông tin này không được cung cấp rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, sở dĩ cơ quan điều tra chưa công bố cụ thể kết quả giám định ADN đối với từng người là để bảo vệ bí mật đời tư cá nhân của công dân, đặc biệt là những đứa trẻ sinh sống ở tỉnh thất Bồng Lai. Luật sư Cường cho biết, nếu công khai quá chi tiết có thể làm tiết lộ thông tin về danh tính trẻ, nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai cuộc sống của các em. Vì vậy, việc giữ bí mật thông tin đời tư cá nhân, trong đó có bí mật về kết quả giám định ADN là điều cần thiết phù hợp với pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Ông Cường nhận định, trong quá trình giải quyết vụ án này, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ thận trọng trong việc cung cấp, công khai các thông tin trước công luận liên quan đến mối quan hệ huyết thống của những người có liên quan. Vụ án phức tạp liên quan đến nhiều trẻ em, trong đó có những bé rất tài năng, đã từng xuất hiện trên những chương trình truyền hình được công chúng biết tới. Trong vụ việc, các em được xác định là nạn nhân mà các đối tượng tại tỉnh thất Bồng Lai đã lợi dụng. Bởi vậy, ngoài việc xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm, thì cơ quan chức năng cũng sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật, cơ chế chính sách để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo ổn định đời sống, đảm bảo việc nuôi dưỡng hỗ trợ các em phát triển. Những đứa trẻ liên quan đến vụ án này, dù kết quả giám định ADN thế nào đi nữa cũng hoàn toàn vô tội. Các em cần được đối xử bình đẳng, tránh việc bị kỳ thị. Ngoài ra, cần có sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể để các em có cơ hội học tập, lao động, phát triển bản thân. Trường hợp những người được xác định là cha mẹ của các em không đủ điều kiện nuôi dưỡng do hoàn cảnh kinh tế, do vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, thì các em vẫn được nhà nước đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất cho các em có thể phát triển đầy đủ cả về thể chất, tinh thần và điều kiện học tập.